Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm các ông bà Trần Lê Tuấn, Huỳnh Bá Cử, Lê Thị Hồng Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thọ Quang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thọ Quang bày tỏ sự đồng thuận cũng như đánh giá cao những kết quả nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đồng thời tiếp tục kiến nghị một số vấn đề dân sinh. Vấn đề về thu hồi đất bị lãng quên, tôi theo dõi như vậy, thời gian vừa rồi như vậy là thành phố Đà Nẵng đã thu hồi gần 100 dự án kè, đó là thì rất mừng. Bây giờ đã thu hồi những cái dự án kè đó để chở quyết công việc A và cho nhân dân, nhân dân có đất lòng hay là nhà cửa chức phẩm là ổn định, nó an cư lạc nghiệp. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các sở ban ngành có kiểm tra thực tế tại đường Nguyễn Văn Vinh, cơ sở 1 bên cạnh chùa Bửu Sơn, đường Hoàng Sa, có chủ trương xây dựng mở rộng đường kết hợp cơ sở 1 và cơ sở 2, nhưng đến nay chưa thấy đầu tư xây dựng. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm có chủ trương đầu tư để bà con nhân dân được biết. Hiện tại á, thì cái nhu cầu khách mà đi du lịch gần bờ, ở gần bờ ngoài kia thì đã xung quanh cái bãi biển Sơn Trà đó là rất nhiều, mà chưa có cái cơ quan nào để mà cấp phép, cơ quan chuyên trách nhiệm quản lý cái số này. Cho nên là bây giờ hiện tại đấy, thực tế là một số các cái tàu mà con là sửa chữa cho nó đẹp, cái là chở chung đi, cái chở chung khách thì đi ra ngoài thì đã ngủ lại có đêm công giáo này, rồi đi vòng quanh trong cái vùng nước đô thị này, một tên mình nằm của đại công giáo là thu với 2-3 triệu rồi. Nhưng mà cái khoản tiền này đáng lẽ là thành phố phải thất thu cái khoản này. Cử tri phường Thọ Quang cũng đề nghị thành phố cần triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp khôi phục tăng trưởng, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của đại biểu dân cử, quan tâm bố trí tái định cư, khu vui chơi công cộng, giải quyết các điểm nóng về môi trường, cũng như đề nghị thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.